Thì bữa nay mình sẽ tiếp tục cái nội dung về giảm đồ năng lượng và cái hiệu suất của cái động cơ không. Thì tương tự với cái máy biến áp, thì đối với động cơ không bộ vậy, mình có cái giảm đồ năng lượng. Thì giảm đồ năng lượng là cái sơ đồ nó thể hiện cái dòng công suất nó chạy trong cái máy, dòng công suất chạy vô cái máy, từ cái máy đi vào và đi ra cái máy. Trong quá trình đó thì nó bị tổn hao các cái nhánh rẽ này, là các cái tổn hao bị mất đi trong quá trình chuyển hóa năng lượng. Thì nó vào đối với cái động cơ không bộ thì nó vào đó là điện ha. P1 này là công suất điện cấp vô, cấp điện vô cho nó P1. Rồi thì dòng điện chạy vào stator, dòng điện mình cấp vào cái động cơ thì nó sẽ vào dây quấn stator. Thì khi đi vào dây quấn stator thì nó bị tổn hao. Cái đầu tiên đó là tổn hao đồng trên cái dây quấn delta P1. P1 là năng lượng điện cấp vào stator. Thì P1 nó bằng 3 lần UI có phi, U1 I1 là dòng điện điện áp, là dòng điện cấp vào ha. Số công suất có phi, năng lượng điện động cơ tiêu thụ từ lưới. Cái tổn hao đầu tiên là tổn hao trên cái dây quấn stator, tổn hao đồng 1 delta P1 thì nó sẽ bằng 3 R I bình phương. R là điện trở dây quấn stator, điện trở của dây quấn. Đây là dòng điện chạy trong dây quấn, hay gọi là tổn hao đồng, hay còn gọi là tổn hao đồng một, tổn hao phía stator. Rồi sau đó thì cái dòng điện nó chạy vô cuộn dây, nó sinh ra cái từ trường ha, từ thông chạy trong lõi sắt. Thì từ thông chạy trong lõi sắt thì nó sẽ bị cái tổn hao sắt ở trên lõi. Trong cái lõi sắt nó có từ trở, nó có hiện tượng từ trễ, rồi nó có dòng xoáy, dòng điện xoáy Foucault nó chạy trong lõi, nó làm tổn hao cái năng lượng từ trường. Thì cái delta BV là cái tổn hao, gọi là tổn hao hao trên lõi sắt của stator. Thì delta BV nó bằng 3 y không bình nhân RTH. Thì ở đây người ta tính theo cái trở kháng của cái mạch điện tương đương ha, tại vì mình không thể tính cái tổn hao từ được ha, người ta mới quy về cái mạch tương đương và mình tính được cái tổn hao trên lõi sắt thông qua cái dòng điện y không. Y không này là dòng điện lúc không tải ha. Mình có thể đo được lúc cái động cơ chạy chế độ không tải, mình đo được ha. Trước muốn chạy không tải thì mình kéo cho nó, mua cái rotor nó quay với ngang với tốc độ của từ trường. Thì lúc đó dòng điện chạy vô cái động cơ là dòng điện không tải y không. Rồi RTH là cái giá trị điện trở quy đổi tương đương của cái nhánh mạch từ. Thì mình tính được cái giá trị tổn hao hao sắt ở lõi thép stator thông qua cái mạch từ quy đổi tương đương về mạch điện ha, mình sẽ tính được. Thì cái phần năng lượng mà sau khi nó qua khỏi cái lõi sắt, nó truyền về phía rotor đó. Cái phần năng lượng mà truyền từ cái lõi sắt qua khe ở không khí đi tới rotor thì nó gọi là B điện từ. Vậy thì B điện từ ha là cái phần năng lượng mà còn lại sau khi từ cái năng lượng đầu vào này điện đang cấp vào ha, bị trừ đi hai cái tổn hao đồng một và tổn hao sắt, thì cái phần B điện từ này là cái phần năng lượng từ trường nó truyền được tới rotor, truyền được tới cái cuộn dây quấn rotor ha, thì nó đi xuyên qua khe ở không khí và nó tới được rotor thì nó gọi là B điện từ. Thì B điện từ này mình tính là bằng gì? P1 là trừ delta P1 là delta B trừ hai cái tổn hao này đi thì mới ra được B điện từ. Ngoài ra mình tính theo trên cái sơ đồ, nếu mình tính theo trên cái sơ đồ giãn đồ tương đương á, cái giãn đồ cái mạch điện tương đương á, thì nó bằng 3 lần I 2 phẩy bình phương nhân R 2 phẩy chia S. Mình nhớ hôm trước trên cái mạch điện tương đương thì nói cái thành phần R 2 phẩy chia S này nó đặc trưng cho năng lượng điện từ truyền từ phía stator và rotor. R 2 phẩy chia S này là cái thành phần tại cái điện trở, nó đặc trưng cho cái năng lượng mà truyền tải từ cái phía stator và rotor, gọi là B điện từ đó. Thì nó bằng 3 I bình nhân cái trở kháng này. Thì nếu mà quy đổi thì có thể lấy bằng 3 I 2 bình nhân cho R 2 phẩy chia S của mình, R2 chia, nó gọi là công suất điện từ truyền từ stator qua rotor. Tiếp theo là
cái khi mà đi vào rotor rồi thì nó lại tổn hao trên dây quấn rotor, tổn hao năng lượng ở trên dây quấn rotor gọi là tổn hao delta BSU2, tổn hao đồng trên dây quấn rotor. Thì delta BSU2 nó sẽ bằng gì? 3 đi 2' bình phương nhân R2', cái R2' này hôm trước mình tách cái thành phần R2' chia F, nó thành hai thành phần là R2' và R2' nhân 1 - F chia F à. Thì cái phần R2' này đặc trưng cho cái tổn hao đồng. Rồi, thì có thể quy đổi nó là bằng S nhân cho B điện từ. Cái này lưu ý ha. Tổng hao đồng 2 delta BSU2 nó sẽ bằng S ở số trượt nhân với B điện từ. B điện từ tính ở trên đây rồi ha. Liên hệ giữa B điện từ với tổng hao đồng nó thông qua hệ số trượt S. Lưu ý nha. Delta BSU2 bằng S nhân B điện từ. Cái chỗ này để ý nha. Để ý chỗ này. Gọi là tổng hao đồng trên dây quấn rotor. Tiếp theo là khi mà tổn hao trên đồng rồi thì nó tổn hao trên dây quấn rồi thì nó sẽ cái năng lượng mà còn lại nó là gọi là vơi cơ, có nghĩa là cái phần toàn bộ cái năng lượng điện từ ha truyền qua cuộn dây nó tổn hao một phần, sau đó còn lại nó chuyển thành cơ năng. Vơi cơ này là cơ năng truyền tới cái rotor, cơ năng do cái tương tác giữa cái dòng điện cảm ứng ở trên dây quấn rotor với từ trường quay ha. Thì cái thành phần vơi cơ này là cái phần năng lượng cơ được truyền tới rotor rồi, nhưng mà truyền tới rotor rồi thì nó lại tiếp tục nó bị các cái tổn hao cơ ở trên trục. Trên trục thì nó có ma sát anh, ma sát thì delta bơi cơ này là do cái ma sát ở trên trục của động cơ, các cái ổ trục nó có ma sát. Rồi delta bf là cái tổn hao do cái quạt gió, thì thường cái động cơ nó chạy thì nó có cái quạt tản nhiệt á, người ta gọi tổn hao phụ, tổn hao do quạt gió, tổn hao phụ mà. Thì thường hai cái này gom chung lại luôn, tức là tổn hao cơ, hao quạt gió, tổn hao cơ chung ha. Thì cái phần tổn hao cơ này thì nó bằng cái B cơ thì nó bằng B điện từ trừ delta BSU2 rồi đó, là công suất cơ của động cơ. Thì lưu ý nó còn có thể tính bằng chỗ này nó cái phần công suất cơ B cơ, cái phần mà năng lượng đó, cơ năng nó chuyển về cơ năng ở trên trục cơ, thì mình tính được là 3 nhân y 2' bình phương nhân R2' nhân 1 - S chia F. Hôm trước trong cái giảng đồ thầy có nói ha, trong cái sơ đồ tương đương thầy nói cái phần khi mà người ta tách cái phần R2' chia F thành hai cái thành phần á, thì cái thành phần mà R2' nhân 1 - S chia F nó là đại lượng cho đặc trưng cho cái tải cơ ở trên trục động cơ ha. Thì cái công suất cơ còn có thể tính được bởi cơ nó bằng 1 - S nhân cho B điện từ. Đúng nha. Vector cơ nó bằng 1 - S nhân về điện từ. Rồi, đó là công suất cơ. Và cái công suất cơ này trừ đi hai cái tổn hao cơ là ma sát và quạt gió, thì mình sẽ có công suất hữu ích trên trục động cơ V2. V2 là công suất nhỏ ra truyền cho tới cái tải tiêu thụ. Nó gọi là công suất hữu ích trên đầu trục động cơ. Thì cái giảng đồ năng lượng nó cũng là khá là tương tương đồng so với cái đối với cái máy máy cái máy nha. Có điều nó khác một tí á, khác một tí thì nó có cái B điện từ, cái năng lượng điện từ truyền từ phía sapa qua rotor, cái chuyển hóa thành B cơ. Với lại nó có thêm các cái tổn hao về ma sát. Còn đối với biến áp thì nó không có các tổn hao ma sát này, nó có tổn hao đồng một, tổn hao đồng hai, tổn hao sắt. Thì nó hơi khác tí thôi, thì mình phải nhớ được cái giảng đồ nữa, nên cần phải lưu ý nhớ được cái giảng đồ này, cái sơ đồ là bắt buộc phải thuộc nhau em. Thì khi muốn nhớ được thì mình nên hiểu ha. Đầu tiên năng lượng đi vào cái động cơ là V1 là năng công suất điện, điện năng truyền vào thì đầu tiên nó chạy qua cái dây quấn stator, nó sẽ bị tổn hao đồng ở trên dây quấn, tại dây quấn nó có điện trở thì nó sẽ bị tổn hao cái delta BSU1 là tổn hao đồng trên dây quấn stator. Rồi sau đó nó truyền năng lượng qua lõi sắt, thì cái lõi sắt nó lại gây nên một cái tổn hao sắt, là tổn hao do các cái dòng điện xoáy ở trong lõi sắt ha, tổn hao do từ trễ, hiện tượng từ trễ ở trong lõi sắt. Tiếp theo ha, cái phần năng lượng mà truyền từ lõi sắt sapa mà truyền tới rotor thì nó gọi là B điện từ. B điện từ nó sẽ bằng B1 mã vào trừ cho hai cái tổn hao ở phía trước ha,
khảo sát. Rồi, B điện từ này nó truyền qua rotor. Thì khi đi tới rotor nó sẽ bị tổn hao ở trên dây quấn rotor, một phần năng lượng ha, tổn hao trên dây lòng rotor. Tại dây quấn nó có điện trở ha. Khi mà cái B điện từ này truyền qua rotor thì nó cảm ứng ở trên rotor cái dòng điện cảm ứng ha, dòng điện này nó chạy trong dây quấn rotor và nó sẽ gây nên cái tổn hao lòng trên dây quấn rotor. Rồi, thì sau khi tổn hao thì nó còn lại cái phần năng lượng đó nó chuyển hóa thành cơ này, nên gọi là bơ cơ ha, là công suất cơ ở trên trục rotor, ở trên rotor. Rồi, thì khi công suất cơ này nó đưa ra đầu trục thì nó sẽ bị qua cái ma sát ở trên cái trục một trục ha, bị cái tổn hao ở cái quạt gió làm mát động cơ, thì cuối cùng năng lượng nó ra còn lại là bơ 2. Thì mình cần nhớ cái dạng đồ này, hiểu ý nghĩa của các cái thành phần công suất này, đồng thời nhớ các cái biểu thức tính toán. Thì mấy biểu thức này mấy em nên ghi lại ha. Thì nếu mà ghi không kịp thì mình có thể mở video mình coi lại mình ghi nha, đúng không? Thì lưu ý các cái công thức này mấy em cần nhớ này. Mấy em nhắc lại một số cái chỗ cần nhớ ha. Thứ nhất B1 thì B bằng UI cos phi, biết rồi, ba UI cos phi. Ba này UI là điện áp pha và dòng điện pha nha mấy em. Còn nếu dùng điện áp dây thì phải căn 3 U dây dây ha. Tổng hao đồng thì bằng 3R hàng y bình về điện trở cho quấn đồng ha, dây đồng stator. Và tổng hao sắc tính theo cái trở kháng mặt từ tương quy đổi tương đương ha, cũng là 3R y bình. Rồi, cái B điện từ thì cần lưu ý ha. B điện từ thì sẽ tính theo 3 y bình ha, R 2 phải chéo, đó là tính theo cái trở kháng cái phần thành phần trở kháng ở trong cái mặt điện tương đương là R 2 phải chéo này, nhân với dòng điện chạy qua đó. Hoặc là mình có thể lấy B1 ngã vào mình trừ cho hai cái tổng hao, tổng hao đồng 1 và tổng hao sắc, hai cách tính ha. Mình nhớ cái công thức này. Rồi tổng hao đồng 2 thì tính theo R nhân y bình thôi, R2 phải nhân y bình phương 3 lần. 3 pha thì nhân 3 lần ha. Các số 3 này là sao? Tính theo 3 pha. Còn cái sơ đồ tương đương của mình là ở dạng 1 pha nha mấy. Cái sơ đồ quy đổi tương đương hôm trước mình quy đổi 1 pha. Còn muốn tính tổng hao mình phải nhân 3, lưu ý cái này. Rồi, và nhớ tổng hao đồng thì nó bằng trượt S nhân cho B điện từ. Nhớ này nha. Cái này thì biến đổi thôi, biến đổi sẽ thấy ha. Cái này là bằng 3 Y2 bình nhân R2 phẩy. Còn B điện từ là nó bằng 3 Y2 bình nhân R2 phẩy chia S ha. Chia S ha. Thì hai cái này nó khác nhau cái hệ số trượt S thôi. Cái này có chia S, còn cái này không có chia S. Thì B điện từ delta B su 2 nó bằng S nhân B điện từ. Công thức này phải nhớ ha. Rồi, B cơ cũng vậy. B cơ mình có thể lấy B điện từ trừ cho delta B su 2. Hay có thể lấy B cơ nó bằng B1 này trừ cho ba cái tổng hao này. Có thể lấy B1 trừ cho tổng hao đồng 1, tổng hao sắc, tổng hao đồng 2 thì nó ra B cơ. Được ha. Rồi. Hoặc là một biểu thức nữa là lấy S 1 trừ S nhân cho B điện từ. Để ha. Cái này cần lưu ý, chỗ này cần lưu ý. Bây cơ nó sẽ bằng 1 trừ ra hệ số trừ S nhân với B điện từ. Thì cái B cơ cộng với cái B delta B su 2 thì nó ra B điện từ. Rồi, công suất cơ nó ra. B2 thì bằng B cơ trừ ra hai cái tổng hao cơ, delta B cơ và delta B. Bằng này thì nói chung nó cũng không có khó. Mình nhớ một số công thức là được, nhớ cái dạng đồ năng lượng. Những cái này nó cần nhớ mình phải lưu ý nha, nhớ thuộc lòng luôn đó, cái đó là phải nhớ thuộc lòng đó. Thì mình hiểu, mình nắm được cái trình tự dòng năng lượng, nắm được cái trình tự dòng năng lượng chạy trong động cơ, biết dòng điện nó sẽ chạy vô đâu, tổng hao trên cái gì, thì mình sẽ nhớ được cái dạng đồ này. Không có khó nhớ đâu nha, dễ nhớ. Mình hiểu được cái dòng năng lượng, hiểu được cái tổng hao thì mình sẽ nhớ được. Và cố gắng nhớ thêm mấy công thức nữa là được. Tiếp theo là mình nói tới cái tổng tổn hao. Thì tổng tổn hao người ta ký hiệu là sigma delta b, sigma là tổng tất cả lại ha. Tổng tổn hao nó sẽ bằng là tất cả các tổn hao từ đầu tới cuối ha. Delta b sư 1 cộng delta b cộng delta b sư 2 cộng delta b cơ cộng delta b cộng hết các cái tổn hao này lại thì nó ra tổng tổn hao. Rồi. Công suất cơ nó ra, công suất hữu ích nó sẽ bằng b1 trừ cho tổng tổn hao. Tiếp theo là cái hiệu suất động cơ. Thì mục tiếp theo là phần 3.2 hiệu suất động cơ.
thì hiệu suất, cái biện thức tính hiệu suất thông thường, tất cả các loại máy điện hầu hết các thiết bị thì tính hiệu suất sẽ lấy công suất đó ra chia công suất và B2 chia cho B1 là tính hiệu suất. Cái chữ hiệu suất, cái chữ N có cái ru dài này ha, thì đọc là eta nha mấy em. Chữ này đọc là eta. Eta là hiệu suất. Eta bằng B2 chia B1. Thì ngoài ra mình có thể tính bằng cách là lấy B1 trừ cho sigma delta B. B1 trừ cho tổng tổn hao thì nó ra B2, lấy B1 mà trừ cho hết các cái tổn hao thì nó ra B2 thôi. Chia cho B1. Đó là hiệu suất. Công thức này mình ghi chú lại ha. Thì hầu tất cả các thiết bị muốn tính hiệu suất thì người ta đều lấy công suất nở ra chia công suất nở vào. Nở vào mình cấp vô 10 phần năng lượng, B1 này 10 phần ha. Cuối cùng lấy ra nở ra còn 8 phần, B2 còn 8 phần. Vậy thì hiệu suất nó sẽ bằng lấy 8 phần ở B2 ha, 8 phần nở ra này chia cho 10 phần ở nở vào. Thì hiệu suất nó là 0,8. 8 chia cho 10 là 0,8 ha. Hoặc là nếu mình tính theo phần trăm thì mình nhân 100% vô thì nó là 80%. Thì đó là cái hiệu suất của cái động cơ. Bất cứ cái máy nào cũng vậy ha. Máy biến áp nó cũng hay gọi như vậy. Rồi, đó là cái công thức tính hiệu suất. Ngoài ra đối với cái động cơ thì mình có một cái cách tính hiệu suất khác. Thì cách này là tính gần đúng. Tính gần đúng thì mình có thể tính như thế này. Hiệu suất eta nó sẽ bằng B2 chia cho B2 cộng B0 cộng KT bình nhân BN. Thì B2 là công suất nở ra, công suất cơ nở ra ha. B2 là công suất nở ra. B0 là tổn hao không tải. B0 này là gọi là tổn hao không tải hay còn gọi là tổn hao không đổi. BN này là tổn hao ngắn mặt hay còn gọi là tổn hao trên dây quấn, dây đồng á, tổn hao đồng 1, tổn hao đồng 2 thì gọi là BN. B0 này là các cái tổn hao delta BFE này, delta BF cơ, delta BF ha. Rồi. KT này gọi là hệ số tải. KT hệ số tải. KT thì nó bằng I1 chia I1 lần mức. Có nghĩa là bằng dòng điện của động cơ lúc ứng với cái tải mình đang xét ha, chia cho dòng điện định mức của động cơ. Rồi, chú ý nha, chỗ này nha. B0 gọi là tổn hao không tải hay là còn là tổn hao không đổi. Thì cái tổn hao không tải này nó sẽ không thay đổi khi mà tải mình tăng lên hay giảm xuống ha. Tải mình thay đổi thì cái tổn hao không tải này nó vẫn cố định. Thì tổn hao không tải nó gồm cả tổn hao sách, tổn hao cơ và tổn hao quạt gió. Ba cái tổn hao này gọi là tổn hao không tải. Là nó không thay đổi theo tải. Tải mình thay đổi thì cái tổn hao này vẫn cố định. Rồi, BN thì là tổn hao ngắn mặt này, còn gọi là tổn hao trên điện trở dây quấn stator và dây quấn rotor. BN này nó chính là delta BCU và delta BCU1 và delta BCU2. Thì tổn hao này nó sẽ phụ thuộc vào cái hệ số tải. Tải mà càng nặng, tải mà càng nhiều ha, tải mà càng lớn ha, thì cái tổn hao BN này nó càng lớn. Tổn hao theo tải này nó sẽ càng lớn ha. Nó là K bình nha, BN. Tỷ lệ bình phương với hệ số tải. Hệ số tải này nó phụ thuộc dòng điện nha mấy em. Dòng điện mà tăng lên thì tổn hao này tăng lên bình phương là K bình nhân BN. Tại vì cái tổn hao nó phụ thuộc gì? Y bình nhân R đúng không em? Cái tổn hao mà trên điện trở dây quấn, tổn hao đồng 1, tổn hao đồng 2 nó phụ thuộc vào bình phương của dòng điện. Nên dòng điện mà tăng lên N lần thì tổn hao nó tăng lên bình phương lần. KT bình phương là vậy ha. Chính là cái dòng điện bình phương lần đó nhân với cái tổn hao. Thì cái này là cái công thức tính gần đúng. Mình cũng thường sử dụng để tính toán giải bài tập ha. Công thức này thường sử dụng để tính toán giải bài tập. Khi mà người ta yêu cầu tính hiệu suất mà người ta không có cho rõ các cái công suất, người ta chỉ cho các cái tổn hao, các cái loại tổn hao không tải, tổn hao, cái tổn hao theo tải và tổn hao. Thì cái công thức này mình dùng khi mà cái tải nó thay đổi ha. Ví dụ người ta cho hệ số tải là bao nhiêu đó thì mình sẽ dùng công thức này. Thì ở đây thì tóm tắt lại ha, tóm tắt lại cái này. Mình quan sát bên trái này là cái dạng đồ năng lượng.
Bên phải này là cái sơ đồ mặt tiền tương đương của cái động cơ không. Thì ở đây các cái thành phần thầy sẽ ghi chú ra ha. Cái delta BCU1 là cái tổng hao đồng hồ, tổng hao đồng trên dây quắn stator, thì nó chính là tổng hao trên cái phần tử R1 ở trong cái mặt tiền tương đương ha. Mình nhớ delta BCU1 là gì? Nó bằng 3 lần y bình phương, y1 bình phương ha, nhân R1. Nó là y1 là dòng điện chạy qua cái điện trở này ha, nhân R1. Thì nó là tổng hao đồng hồ. Tương tự cái tổng hao sắt delta BB nó sẽ bằng gì? Y0 bình phương nhân RTH 3 pha nên mình nhân 3 lần. 3 lần y0 bình ha, nhân RTH này, đúng không? Đó là cái tổng hao sắt ha. Đây tổng hao đồng một, tổng hao sắt đây. Rồi, tiếp theo là cái tổng hao đồng 2. Delta BCU2 nó sẽ bằng gì? Y2 phẩy bình phương nhân R2 phẩy. 3 pha thì mình nhân 3 lần. Y2 phẩy bình nhân R2 phẩy. Tổng hao đồng 2 là tổng hao trên dây quắn rotor. Rồi, B điện từ. B điện từ là cái phần công suất tổng công suất ở trên hai cái điện trở này R2 phẩy và R2 phẩy nhân 1 chữ SGS. Thì hôm trước mà hai cái này nó gom lại nó thành là R2 phẩy GS. Thì B điện từ là cái phần công suất trên cả hai cái này. Nó là phần năng lượng từ phía stator nó truyền tới rotor ha. Thì toàn bộ năng lượng nó sẽ là cái B điện từ. Rồi, công suất cơ B cơ thì là công suất ở trên cái phần tử R2 phẩy nhân 1 chữ SGS này. Cái này gọi là cái phần tử đặc trưng cho cái công suất cơ của cái động cơ. Thì ở đây là cái tóm lược về cái giảm đồ năng lượng nó liên quan như thế nào tới cái phần công suất ở trên các cái thành phần điện trở ở trong cái mặt tương đương. Mình nên có cái sự so sánh như này để mình dễ nhớ ha. Em có cái sự so sánh giữa cái giảm đồ năng lượng và các cái tổng hao thực tế ở trên các cái phần tử điện trở ở trên cái mặt tương đương. Mình dễ nhớ công thức, dễ nhớ các công thức này, công thức tính các cái delta B đó. Rồi, đấy là cái phần giảm đồ năng lượng. Rồi, mình có thắc mắc gì về cái nội dung này không em? Cái phần giảm đồ năng lượng này, các bạn có thắc mắc gì thì hỏi không? Rồi, nếu mà không thắc mắc thì đi tiếp qua cái nội dung tiếp theo. Rồi một bạn nói nhiều công thức quá. Nãy giờ thầy nói rồi nha. Các cái công thức này thì thầy có nhấn mạnh cần phải lưu ý cái nào thì mình phải bắt buộc phải nhớ thôi. Cái này bắt buộc phải nhớ cho mày. Tại vì đối với môn máy điện này đối với môn máy điện này đi thi không được sử dụng tài liệu, lưu ý. Thầy trường không cho sử dụng tài liệu đối với môn này. Và các công thức này mình phải nhớ. Thì nói chung những cái này nếu mà em hiểu thì dễ nhớ thôi, không có gì khó đâu. Cố gắng coi video lại một hai lần để hiểu được cái nội dung. Các cái phần năng lượng này mình phải hiểu nó là cái gì ha. B1 là năng lượng điện vào thì mình chỉ cần biết là B là bằng UI cos phi, biết rồi. 3 pha thì nhân 3 lên thôi. Không có khó đâu ha. Nhìn nó nhiều vậy nhưng mà có thể nhớ được. Các bạn hỏi công thức này trong sách có phải không? Thì trong sách nó có, nhưng mà nếu mà mấy em lôi sách ra học thì thầy đảm bảo là nó sẽ khó học hơn nhiều. Lưu ý sách viết rất là nhiều ha. Ở đây nội dung bài giảng thầy đã cô đọng lại ha, tóm lược lại những cái cần nhớ rồi. Chỗ nào cần nhớ thầy nhấn mạnh ha. Còn nếu mình coi trong sách thì nó rất là nhiều thứ đó. Khả năng coi sách sẽ rất khó nhớ, lưu ý nha. Còn tất nhiên là trong sách nó có ha. Sách nó sẽ có. Nhưng mà thầy khuyên là nên coi lại video học nó sẽ dễ hiểu hơn. Chỗ nào không hiểu có thể đăng lên Classroom hỏi cũng được ha. Là gửi tin nhắn cho thầy, gửi email cho thầy. Chứ còn nếu mà mình coi tự coi sách, nếu tự coi sách được mà hiểu được thì là giỏi á. Vì sách thì thường nó viết kiểu gọi là viết tổng quát rất là nhiều ha, rất nhiều cái nội dung. Nè. Thì những cái công thức này thì mình cố gắng nhớ. Thật sự nó không khó đâu nha em. Hiểu tới là nhớ. Nhìn cái công thức, cái dãy công thức nó dài vậy đúng không em? Nhưng mà chỗ đây nhớ cho thầy mấy cái này. Đây là tóm lại cần tới cái gì.
Ví dụ chỗ này B cơ, à B cơ thì còn nhớ gì, B cơ mình nhập cái dạng đồ này bắt buộc phải thuộc nha mấy em, cái dạng đồ này phải thuộc, đã thuộc cái dạng đồ này rồi thì mới 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 làm được ha. Cái dạng đồ bắt buộc phải thuộc rồi rồi thì bây giờ B cơ nó bằng gì này em, coi trên cái dạng đồ thì mấy em sẽ thấy gì, B cơ nó sẽ bằng gì, B cơ nó sẽ bằng B1, bằng cái B điện từ ở trên này trừ cho cái tổng hao đồng này thì ra B cơ đúng không. Cái này có cần phải thuộc không, đâu cần thuộc đâu, nhìn cái dạng đồ là em biết liền á, nhớ cái dạng đồ đây sẽ thuộc chỗ này không có khó. B điện từ trừ cho tổng hao đồng thì ra B cơ. Rồi thêm cái nữa, cái nữa cần nhớ là gì, hai cái này không cần, cái này không cần thuộc đâu. Tại sao? Cái B điện từ nó chính là cái phần bên trái này, chính là B điện từ này, cái này là B điện từ này, còn cái này là delta B su 2 này. Cái này không cần nhớ, cái này người ta triển khai công thức thôi, không cần nhớ. Rồi thì người ta triển khai để người ta cuối cùng người ta rút ra cái gì, rút ra cái này này, cái này là cái cần một chữ S B điện từ. Rồi cái này là cái cần nhớ, cái này thì cái này có khó nhớ không, cái này nó sẽ không khó nhớ. Tại sao? Nó là bằng y bình phương là dòng điện nhân r 2 phẩy nhân cho 1 trừ s chia s, cái cụm này nè, r 2 phẩy nhân 1 trừ s chia s, cái này nó là cái thành phần đặc trưng cho công suất cơ ở trên trục. Đây mấy em phải nhớ cái này, cái dạng đồ này bắt buộc mình nhớ rồi nha, cái dạng đồ này mấy em phải bắt buộc phải nhớ hôm trước cái phần mạch điện tương đương là phải nhớ cái này. Rồi thì khi nhớ cái này thì mình sẽ biết được cái thành phần này đúng không em, thành phần này R 2 phẩy nhân 1 trừ S giác, cái này phải nhớ, phải nhớ nó là thành phần đặc trưng cho công suất cơ. Vậy thì mình thấy gì, B cơ nó bằng gì, B cơ nó sẽ bằng 3 lần y2 bình phương, y2 phẩy bình phương, y2 phẩy bình phương nó là dòng điện ở chạy trên nhánh này nè, y phẩy này thấy không, chạy trong nhánh này nó chạy qua cái thành phần đặc điện trở đặc trưng cho công suất cơ thì lấy 3 lần y bình nhân r, r là cái này được chưa, r 2 phẩy nhân 1 trừ f chia s thì đó chính là cái công thức này thôi, đó chính là cái thành phần công suất thức này này. Mấy em không cần nhớ công thức mà mấy em nhớ cái sơ đồ, nhớ sơ đồ sẽ nhớ công thức rồi, nhớ sơ đồ sẽ nhớ công thức, còn nếu không nhớ sơ đồ thì không nhớ công thức được. Học thuộc lòng cái này nó khó nhưng mà hiểu cái sơ đồ, cái mạch điện tương đương, hiểu cái dạng đồ năng lượng thì mình sẽ nhớ được. Cái chỗ này thật ra là nó biến đổi ra thôi, 1 trừ S nhân B điện từ nó biến đổi ha, nó biến đổi này, cái này cái phần này này chia cho S này chính là B điện từ này, cái này chính là B điện từ này, cái phần gom đỏ này là B điện từ thì nhân 1 trừ S, chưa không khó nhớ nha mày. Xóa cái này. Rồi, tóm lại này, nếu mà em thấy khó nhớ thì nhớ giùm thầy những cái này, nhớ công thức này, rồi nhớ cái này, cái chỗ này cũng cần nhớ này, cái chỗ này thì nếu mà thuộc cái sơ đồ tương đương thì sẽ biết nó bằng cái gì, còn mấy chỗ biến đổi bảo vào cũng được, chỗ biến đổi bảo vào. Rồi ví dụ như cái B2 này, công suất V2 là công suất tỏa ra thì nó bằng cái B cơ là cái ở trên này, B cơ đây trừ cho hai cái tổng hao này thì nhớ cái dạng đồ năng lượng thì sẽ nhớ được công thức thôi, nó không có gì khó nha mày, cố gắng thuộc cái dạng đồ, thì muốn thuộc cái dạng đồ thì phải hiểu dòng công suất nó chạy trong máy điện cấp vô, chạy vô cái gì trước, chạy vô cuộn dây stator thì nó tổng hao đồng một trước, rồi xong nó sinh ra từ trường nó chạy qua loại sắt thì cái từ trường nó sẽ gây tổng hao sắt, rồi cái phần năng lượng truyền qua rotor nó gọi là B điện từ. Đó. Rồi B điện từ đó tổng truyền qua rotor thì nó tổng hao trên dây quấn rotor B đồng 2 su 2. Rồi phần còn lại là B cơ. B cơ này tiếp tục tổng hao cơ trên trục trên quạt giá ha. Đơn giản là cái này nếu mình hiểu thì mình sẽ nhớ rất là dễ. Nhớ cái trình tự dòng năng lượng nó chạy ha.
Các bạn nào thắc mắc gì cái chỗ này ạ? Rồi, nếu không thắc mắc thì đi tiếp một cái nội dung nữa. Đó là cái phần gọi là moment của cái động cơ không bộ. Thì cái phương trình cân bằng moment là gì? Moment điện từ, hay còn gọi là nó cũng bằng nghĩa moment cơ ha. Thì moment của cái trục động cơ nó sẽ bằng m0 là moment lúc không tải, lúc chạy không tải, cộng m2 là moment có cái gắn phụ tải vô. Thì các công thức tính moment ha, cái m0 là moment moment lúc không tải thì nó bằng hai cái tổng hao cơ này, delta b cơ, delta b. Tại vì cái moment lúc không tải là cái moment để nó duy trì cái cân bằng với cái lực ma sát ha, và cái cản của cái quạt gió. Thì nó lấy cái công suất cơ của cái phần tổng hao ấy, chia cho omega. Moment này gọi là moment không tải. Rồi, phụ tải thì các công suất là b2, cái tải cơ của mình công suất b2. Thì cái moment của tải cơ sẽ bằng b2 chia omega, moment phụ tải. Omega này là tốc độ của rotor tính theo radian trên dây. Tính theo radian trên dây này. Cái moment điện từ với moment cơ nó sẽ bằng nhau ha. Moment điện từ nó sẽ cân bằng với cái moment lúc không tải cộng với moment lúc có tải. Rồi, thì cái moment này mình khai triển ra thôi, cộng hai cái biểu thức moment ở trên lại ha. Rồi, tương tự B điện từ, moment điện từ thì nó sẽ B điện từ chia cho omega 1. Chú ý omega này với omega 1 là hai cái khác nhau nha các bạn. Omega này là tốc độ của trục rotor, còn omega 1 là tốc độ của từ trường quay. Chú ý nha. Rồi, thì moment điện từ nó sẽ B điện từ chia cho omega 1. Thì mình cái dòng điện y hai phẩy á, mình có thể tính theo cái sơ đồ gần đúng. Hôm trước mình có nói cái sơ đồ gần đúng này rồi ha. Thì mình chuyển cái nhánh RTH ở giữa này, mình chuyển ra phía trước, mình chuyển cái nhánh RTH ra trước, thì mình cộng thêm R1 và X1 vào cái nhánh RTH ha. Cộng vô đưa ra gọi là R0, X0. Thì lúc này dòng điện y hai phẩy á, y hai phẩy mình sẽ tính được dễ dàng ha. Hôm trước mà nếu có cái nhánh ở giữa thì sẽ khó tính đi hai phẩy, nhưng bây giờ tính được dễ dàng, chỉ cần biết U1 điện áp đầu vào thì lấy U này chia cho tổng trở của cái nhánh bên trong này ha, lấy U1 chia cho tổng trở này thì nó sẽ ra dòng điện y hai phẩy. Đây y hai phẩy nó sẽ bằng U1 chia cho tổng trở này, R1 cộng R2 chia S bình phương cộng X1 cộng X2 phẩy bình phương. Này, cái R2 phẩy cộng với cái này nó chính là R2 phẩy chia S. Thì y hai phẩy mình sẽ tính được dòng điện y hai. Thì mình thế cái biểu thức y hai phẩy này vô cái phương trình cái phương trình mở moment điện từ bằng b điện từ chia omega. Rồi b điện từ cái công thức mình có là gì? Ba y hai phẩy bình phương rồi hai phẩy chia. Cái công thức này hồi nãy biểu thức tính b điện từ cả rồi ha. Rồi omega nó bằng omega một bằng hai b chia s nhân s chia b. Thì mình thế vô mình sẽ có công thức tính moment điện từ này là biểu thức. Rồi, thì cái biểu thức này cần nhớ tụi mới nha, đóng khung lại nha để tính toán bài tập. Thì mình có thể tính được moment điện từ nếu mình biết các cái thông số ha. Thứ nhất là B này là số đôi cực này, số đôi cực động cơ, và biết các thành phần này nha, nếu không biết thì ghi chú lại ha. B này là số đôi cực của động cơ, U1 là điện áp cấp nguồn trực trở xạ to ha, R2 phẩy là cái trở kháng quy đổi tương đương của cái rotor quy về phía stator, S là hệ số trượt ha, rồi R1 ha điều trở của dây quấn stator, X1 X2 phải ha cảm kháng của cái dây quấn stator và rotor quy đổi, là S này là tần số. Rồi thì từ cái biểu thức này mình có một số cái nhận xét. Thứ nhất là moment điện từ nó tỷ lệ với bình phương điện áp,
U1 bình phương ha, tỷ lệ thuận ha. U1 là trên tử ha. Rồi moment điện từ tỷ lệ nghịch với điện kháng, điện kháng ha, cái trở kháng của cái động cơ, moment điện từ tỷ lệ nghịch với điện kháng. Rồi moment điện từ là hàm số của độ trượt, lưu ý cái này cần phải thầy đánh đỏ lên là cần lưu ý ha. Thì ở đây các cái thông số này, B là số đôi cực động cơ không đổi ha, U mình cấp nguồn cho động cơ, cấp đúng định mức không đổi. Các cái giá trị R, X là các cái thông số trở kháng của động cơ không có thay đổi. F là cái thông số không thay đổi. Vậy thì lúc này moment nó sẽ phụ thuộc vào cái độ trượt S. Độ trượt S này nó quyết định bởi cái cơ năng ở đầu gắn cái tải ha. Cái tải mà mem gắn càng nặng ha, gắn tải càng nặng thì cái độ trượt nó sẽ càng lớn. Thì cái moment điện từ nó sẽ phụ thuộc theo cái hàm số theo độ trượt. Độ trượt S này nó sẽ phụ thuộc vào cái tải nha em. Mình gắn tải mà nặng thì cái độ trượt nó sẽ tăng lên. Giống như mình kéo một cái tải nặng thì giống như nó bị tuột cái dây vậy á. Ví dụ mình cột cái dây vô cái tải, mình lấy tay mình kéo. Tải mà càng nặng thì cái tay mình nó sẽ tuột so với cái dây. Đó, cái dây nó tuột đi khỏi tay ha. Thì cái động cơ nó kéo cái tải của mình. Gọi là độ trượt á. Khi mà tải tăng lên thì độ trượt nó thay đổi ha. Và cái moment điện từ nó sẽ phụ thuộc theo độ trượt này. Rồi, thì mình sẽ khảo sát cái gọi là cái đặc tính của cái động cơ. Đặc tính moment theo cái độ trượt nó gọi là đặc tính cơ của cái động cơ. Rồi, thì lúc mà khởi động á, từ cái biểu thức moment điện từ hồi nãy ha, thì mình có thể tính được cái moment khởi động của động cơ. Rồi, thì moment khởi động thì khi đã khởi động thì cái hệ số trượt S nó bằng 1. S bằng 1 có nghĩa là lúc động cơ nó khởi động nó chưa kịp quay á, nó còn đang đứng yên á. Cái từ trường nó đã quay rồi nhưng mà cái rotor nó còn đứng yên. Thì khi từ trường quay tốc độ N1 rồi mà rotor, từ trường khi mà cấp điện vô là nó quay liền với tốc độ N1 liền. Nhưng mà rotor thì đang đứng yên, tốc độ N bằng 0. Thì mình S nó sẽ bằng gì? N1 trừ N chia N1. Là N lúc này bằng 0 ha, nó chưa quay, rotor chưa quay thì hệ số trượt nó sẽ bằng 1. Rồi thế hệ số trượt bằng 1 vô chỗ R27 nè. Thế do thì mình sẽ tính được là cái biểu thức tính moment khởi động của động cơ. Thì tại vì nó là cái moment khởi động này là cái hàm số theo độ trượt, đúng không em? Moment khởi động này là hàm số, không, theo độ trượt là cái moment điện từ á, M điện từ. Còn cái này là mình bỏ đi cái độ trượt rồi. Tại vì lúc khởi động thì độ trượt bằng 0 ha. Độ trượt S bằng 1 thì nó nhận ha. Cái tốc độ bằng 0 nên độ trượt bằng 1. Thì mình muốn tính được cái moment cực đại á. Tính moment cực đại thì mình khảo sát cái hàm số moment điện từ theo hệ số trượt S. Nên khảo sát hàm số học ở cái năm lớp 12 ha, đúng không? Thì đại học có khảo sát hàm số, thi tốt nghiệp có khảo sát. Thì để tìm điểm cực đại của cái một cái hàm số nè, hàm số của moment điện từ theo độ trượt S thì mình lấy đạo hàm của nó, đạo hàm theo độ trượt, đây là đạo hàm riêng ha, lấy đạo hàm moment điện từ theo độ trượt, chữ D này là đạo hàm đó nha, đạo hàm moment theo độ trượt, đạo hàm riêng thì cho nó bằng không, lấy đạo hàm rồi cho bằng không. Cái khảo sát hàm số này ai muốn nghiên cứu thì lấy tự ra lấy ra đạo hàm thử ha. Đây thì chị nói, thầy chỉ nói cách làm thôi. Thì mình đạo hàm cái biểu thức của moment theo độ trượt ha, trả bằng không, thì mình sẽ tính mình giải cái phương trình đó ra, giải cái phương trình này ra thì nó sẽ tính được cái độ trượt, độ trượt mà tạo ra cái moment điện từ cực đại. Muốn cái moment cực đại thì độ trượt nó SM gọi là độ trượt tới hạn, nó sẽ bằng gì? R 2 phẩy chia cho căn bậc 2 R 1 bình phương cộng x 1 cộng x 2 phẩy độ trượt. Đây là biểu thức gọi là độ trượt tới hạn. Nhớ công thức này luôn nha em. Ở đây mình dùng dấu cộng thôi, không lấy dấu trừ ha. Tại vì cái biểu thức này là dùng chung cho cái động cơ lẫn máy phát, động cơ và máy phát ha. Còn ở đây thì xét động cơ thì mình dùng dấu cộng thôi. Em bỏ dấu trừ đi nha. Trước cái công thức này dùng cho cả động cơ là máy phát, nhưng mà bây giờ xét động cơ thôi. Thì S độ trượt tới hạn nó sẽ bằng
Điều thức này R2 phải chia căn 2 R1 cộng R x 1 x 2 phải nè. À, thế cái giá trị SM này vào thì mình sẽ tính được cái moment cực đại ứng với độ trượt tới hạn. M max moment cực đại ha, nó sẽ bằng 3 P U bình chia cho 4 BF nhân R, chỗ này cộng thôi, bỏ dấu trừ R1 cộng X1 cộng X2 phải. Rồi, đó là cái hai cái biểu thức cần nhớ ha. À, sau đây cái bài tập có thể sẽ có những câu hỏi liên quan tới độ trượt tới hạn với lại thì hai công thức này thì phải thuộc thôi chứ, hai công thức này phải thuộc thôi, còn không thì nhớ cái biểu thức tính moment điện từ rồi tự đạo hàm ra giải cái phương trình tìm cực đại, còn không thì nhớ cái này. Thì đó là cái phần nói về moment. Thì ứng dụng cái chỗ này á, người ta tìm moment cực đại với tìm cái hệ số trượt tới hạn á, mục đích là để khởi động cái động cơ được cái moment lớn nhất khi mình khởi động ha. Thì cái này áp dụng đối với cái động cơ không bộ rotor dây quắn thôi, dùng cho rotor dây quắn thôi nha em, còn rotor lồng sắt thì không có áp dụng cái này được. Rồi, thì cái rotor dây quắn cái đặc trưng của nó là mình có thể thay đổi được cái điện trở của phía rotor. Cái rotor nó có dây quắn, nó có nối được với cái điện trở bên ngoài ha. Còn rotor lồng sắt thì nó cố định bên trong đó rồi, mình không có thay đổi được. Rotor dây quắn thì nó có thể nối được cái điện trở phụ bên ngoài. Thì đối với rotor dây quắn thì người ta sẽ nối thêm điện trở phụ. À, và có cái điện trở phụ có giá trị là X1 cộng X2 phẩy trừ R2 phẩy. Giá trị điện trở phụ nha. Thì mình sẽ nối thêm cái điện trở phụ này vô thì cái động cơ nó sẽ khởi động được với cái moment cực đại. Chú ý nha. Thì thêm một cái điện trở phụ ha, để moment khởi động lại. R à, lưu ý cái điện trở phụ này là đang được quy đổi ha. R phụ này là R phụ phẩy, nó giờ đang quy đổi về phía stator. Còn nếu mà tính R phụ thì mình phải nhân với cái tỷ số là KI KE nữa nha. R phụ phải nhân với tỷ số KI KE. Cái này là cái đồ thị. Nên em quan sát cái phần phía bên cái nhánh bên phải nha, bên trái này bảo là chế độ động cơ này. Mình không quan tâm chế độ nguyên tắc. Rồi, thì cái này là cái đường đặc tính cơ của cái động cơ. Đặc tính cơ là cái đường đặc tính giữa độ trượt và moment là trục cứng, độ trượt là trục ngang. Thì độ trượt mình thấy khi mà cái đường đặc tính này khi mà khởi động á, lúc mình khởi động động cơ thì rồi hệ số trượt nó bằng một ngay chỗ này nè. Thì ứng với hệ số trượt bằng một thì cái moment lúc này gọi là moment khởi động chỗ đây. Giá trị moment khởi động của cái động cơ nó tương đối là nhỏ, tương đối thấp. Rồi khi mà cái hệ số trượt giảm dần khi động cái rotor bắt đầu nó quay á, cái hệ số trượt của động cơ nó sẽ giảm dần á, tại vì cái rotor nó đang bám theo cái tốc độ quay của từ trường ha, thì nó sẽ đạt được cái giá trị moment cực đại ứng với một cái độ trượt nhất định. Sau đó thì cái độ trượt thì về cái giá trị định mức thì cái độ trượt định mức nó rất thấp do đó cái moment làm việc của động cơ lúc bình thường nó thấp hơn ha, đâu khoảng này thì ứng với cái độ trượt lúc làm việc này định mức. Thì khi động cơ làm việc thì độ trượt định mức nó rất là nhỏ, nó khoảng 0,0 mấy chỗ này, cái đường đặc tuyến này phải dốc lên tí dọc. Thì đó là cái nội dung về cái moment của cơ không được. Cái phần bài tập thì thầy sẽ nói xong. Tóm lại cái nội dung này thì cần nhớ giùm thầy chỗ này thôi, cái phần moment á, anh em cần nhớ chỗ này. Thứ nhất là hai công thức này, tính độ trượt tới hạn và moment cực đại, nhớ hai công thức này nha. Hiểu được là người ta tính ra như thế nào, ta dùng cái phương trình moment điện từ đạo hàm nó theo số trượt rồi cho bằng không tính giải nó sẽ ra đây.
Và thứ hai là nhớ cần phải lắp một cái điện trở phụ muốn khởi động động cơ ở cái moment cực đại, muốn khởi động động cơ ứng với hệ số trượt cực đại, ứng với moment cực đại, hệ số trượt định mức, hệ số trượt tối hạn moment cực đại, thì phải gắn thêm điện trở phụ đối với rotor dây quắn. Còn rotor lồng sắt thì không có làm được nha em. Gắn thêm điện trở phụ RB phải, lưu ý điện trở phụ này giá trị là đang quy đổi về phía stator nha. Thì gắn thêm cái điện trở phụ RB phải bằng X1 cộng X2 phải trừ R2 phải, nhớ này. Và còn muốn quy đổi về phía stator thì mình nhân thêm cái hệ số quy đổi điện áp ở dòng điện. Hôm trước mình có quy đổi rồi. Mấy em muốn quy đổi cái giá trị R phẩy mà về R á, thì mấy em nhân thêm cái hệ số KE nhân KE này nha. Hệ số quy đổi điện áp và dòng điện á. Rồi thì nếu mà cần tính thì phải đề nó sẽ cho. Rồi mình đã phát kháng chiều về các cái nội dung nãy giờ. Nhớ phần moment chỉ cần nhớ mấy công thức đỏ đây thôi. Mấy cái công thức mà không đỏ này. Moment điện từ này, cái này cần nhớ này, cái này thuộc rồi. Còn cái này thì không cần thuộc, cái này chỉ cần bỏ cái phương trình ở trên này, bỏ cái chữ S đi là nó ra thôi. Moment khởi động á, bỏ chữ S này thì nó ra moment khởi động. Cho nó bằng 1 thôi, chữ S này bằng 1. Rồi, nội dung này tới nhiêu đó thôi. Thì mai mình sẽ qua một cái phần khác là khởi động và điều khiển tốc độ động cơ. Và cái nội dung hôm nay nếu mình có thắc mắc gì thì mình có thể đặt câu hỏi. Cái video thì thầy sẽ lưu lại và thầy đăng lên trên cái blog của blog. Bạn nào mà coi qua một lần chưa hiểu thì coi 2-3 lần đó. Những cái chỗ nào thầy chốt lại cần lưu ý thì mình phải nhớ nha em. Nhớ mấy cái chỗ thầy lưu ý nha. Và ai có thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi. Còn nếu không thắc mắc gì thì thầy chỉ dẫn mình.
Ủa, chưa chưa có tên em thầy ơi. Em tên gì? Hoàng 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 Anh Tuấn. Rồi, sao lại xóa hả? Nếu anh em không có thắc mắc gì thì mình có thể nghỉ nha. Bữa sau thứ sáu ở ngày mai mình sẽ tiếp tục. Để thầy sẽ đăng cái video này lên, các bạn nào chưa hiểu thì coi lại ha. Và thầy đăng tiếp cái video ngày mai. Ngày mai mình sẽ học qua cái phần điều khiển tốc độ động cơ, khởi động và điều khiển tốc độ động cơ. Nếu không có thắc mắc gì thì anh em có thể nghỉ nha.